Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Nhiều bạn bảo mình là anh ơi, thử up MIUI TN cho Redmi Note 12 Turbo đi, cái phiên bản MIUI TN 2.3 ấy. Nhưng có một vấn đề ở trên sản phẩm này, nó đang bị lỗi thì lát mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Cái câu hỏi thứ hai là hiện tại Redmi K60 Pro nó có ngon hay là không mà không ai nhắc tới. Câu hỏi thứ ba, với mức giá tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu mua cho phụ huynh thì nên lựa chọn sản phẩm nào? Trước khi đi vào một sản phẩm cụ thể, các bạn nhớ để mua sản phẩm điện thoại này, phụ kiện này, rồi là sạc dự phòng các thứ ấy, thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store các bạn nha. Và các bạn nhớ follow cả Facebook của mình để cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất nha. Câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Hùng 2201, anh up ROM MIUI TN 2.3 cho Redmi Note 12 Turbo xem sao anh? Mình cũng có hỏi mình kỹ thuật và các bạn trả lời như thế này. Khi mà cài xong ấy, nó sẽ bị mất flash boot và hiện tượng brick máy xảy ra, nên là các bạn cân đối nhá. Hiện tại thì chưa nem lên cái phiên bản MIUI TN 2.3 đâu. Còn lại để ổn định thì các bạn có thể để cái phiên bản MIUI TN 2.0 hoặc là 2.1 cũng được nha. Còn phiên bản 2.2 thì thực ra về cái mặt trải nghiệm gaming nó sẽ chưa quá ngon nha. Đấy thì các bạn có thể cân đối. Và bạn nào muốn có thể là nhìn lại một chút về Redmi Note 12 Turbo ấy thì mình nói qua nhanh một tí nhá. Con này cái điểm yếu nhất là về camera, còn lại tầm tiền khoảng dưới 6 triệu. Đây là một sản phẩm mà nó cho trải nghiệm về gaming này, cho trải nghiệm hàng ngày cực kỳ tốt rồi, thì các bạn có thể cân đối nha. Và mức giá Redmi Note 12 Turbo rẻ nhất tại Shopee, Sun Sale và đánh giá store, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game nha. Đến với câu hỏi của bạn Khánh Linh Trần 8965, cho mình hỏi K60 Pro hiện tại không ngon hay sao, ít thấy đề cập nhắc tới nhỉ? Không phải là nó không ngon, mà cái vấn đề là không còn máy để bán các bạn ạ. Bởi vì sao? Những sản phẩm dòng Redmi K70 series hiện tại thì nó đã cạnh tranh với Redmi K60 Pro rồi, nên là chắc chắn nó sẽ nhường lại cho sản phẩm K70 series. Và cái nữa thì bạn nào mà đang dùng Redmi K60 Pro ấy, con chip hiện tại còn rất là mạnh. Redmi K60 Pro hiện tại cân đôi game vô tư nên các bạn phải lo nha. Phải chăng cái vấn đề là các bạn hiện tại tìm ý, thì chỉ theo dạng line new rồi, còn máy mới thì khá là khó khăn để các bạn tìm kiếm đấy. Thay vào đó thì các bạn có thể lựa chọn Redmi K70 cũng được nha. Sản phẩm này hiện tại mình thấy là về cái việc tối ưu game ý, thì nó có cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Và sắp tới với Redmi K70 series thì show mình sẽ về hàng một số lượng khá là lớn nha, thì các bạn có thể đợi một tí. Chúng ta đến với câu hỏi của bạn user một tên khá là dài. Anh ơi, kiếm giúp em con điện thoại cho phụ huynh, chụp hình đẹp, pin không cần quá trâu, màn đẹp giá 2-3 triệu. Em cảm ơn anh ạ. Tầm giá khoảng từ 2-3 triệu thì có rất là nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, để xét về gọi là tính toàn diện nhất trong tầm tiền của nó ấy, thì mình sẽ recommend cho bạn hai sản phẩm sau. Nhất là Redmi Note 12R sách tay. Sản phẩm này thì mức giá nó khoảng đâu đấy là gần 3 triệu. Với sản phẩm Redmi Note 12R nó sẽ có một cái vấn đề, đó là khi các bạn nhận máy, các bạn chưa thể nào cài Safe Play luôn được, mà sẽ cần cài một vài app thông qua APK Pure. Cái này thì với phụ huynh thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Thì mình nghĩ là đây là một cái phương án nó sẽ chưa phải là tối ưu nhất. Còn bạn cần một sản phẩm chính hãng mà nó ngon cho mọi thứ nhá, các bạn có thể cân đối sản phẩm là Infinix Hot 30. Và cái điểm đặc biệt ở đây là gì? Cái con Infinix Hot 30 này nó có RAM tối thiểu là 8GB rồi và bộ nhớ trong là 256. Đây là một cái thứ mà thực sự trong tầm tiền như thế này thì rất hiếm sản phẩm có. Tầm giá mua cho phụ huynh thì mình thấy là không cần thiết có quá nhiều công nghệ đấy, chỉ cần có một cái cam nó đủ nét để gọi video call cho con cháu này, có tiếng Việt đầy đủ này, thông báo ngon lành, thì với sản phẩm Infinix Hot 30 là một sản phẩm mình nghĩ là cực kỳ hợp lý rồi các bạn ạ. Thì các bạn có thể cân đối sản phẩm này nha. Hiện tại thì có một vài cửa hàng bán chính hãng ấy đang bán với mức giá là 3.090.000, có nơi bán tầm khoảng 3 triệu thì bạn cân đối sản phẩm này nha. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nhớ tham khảo một vài sản phẩm sách tay tại Shopee, Sun Sale và đánh giá store, mình để đường link ở phần mô tả nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.